Công an thành phố Hồ Chí Minh thông tin vụ clip bé trai nghi bị bạo hành, ép sử dụng chất nghi ma túy. Chiều ngày 27 tháng 3, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin nhanh với phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng về vụ việc clip bé trai nghi bị bạo hành, ép sử dụng chất nghi ma túy gây xôn xao dư luận. Trước đó, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 24 tháng 3, Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận, giải quyết tin báo về tội phạm của anh TMT, sinh năm 1993, ngụ quận Tân Bình về việc phát hiện các đoạn clip ghi lại cảnh con ruột là cháu TNAT, sinh năm 2020, có dấu hiệu bị bạo hành và dụ dỗ, xúi dục sử dụng trái phép chất ma túy tại địa chỉ số 50-9 Hậu Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn. Cụ thể, do mâu thuẫn nên từ năm 2021, vợ anh T là NTN, sinh năm 2000, ngụ quận Tân Bình, đã mang theo hai con gồm cháu TNAN, sinh năm 2018, và TNAT bỏ đi, và chung sống như vợ chồng với Lê Văn Bậm, sinh năm 1979, ngụ quận 10. Cuối năm 2022, sau khi nghe thông tin TN sử dụng trái phép chất ma túy, anh T đã đến đón cháu TNAN về, cháu TNAT tiếp tục sống cùng với TN. Đến ngày 22 tháng 3, anh T phát hiện đoạn clip quay lại hình ảnh nghi vấn cháu TNAT bị TN và Bậm ép sử dụng ma túy nên trình báo cơ quan công an, đồng thời đăng tải trên các trang mạng xã hội và được nhiều người chia sẻ. Sau khi các đoạn clip ghi lại cảnh cháu TNAT có dấu hiệu bị bạo hành và dụ dỗ, xúi dục sử dụng trái phép chất ma túy được phát tán trên mạng xã hội, Lê Văn Bậm và NTN đã xóa tài khoản Facebook, đưa cháu TNAT bỏ trốn qua nhiều địa bàn khác. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Ban Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương quyết liệt triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, truy xét nhằm nhanh chóng tìm được cháu bé và các đối tượng có liên quan. Sau gần 2 ngày khẩn trương truy xét theo dấu vết nóng của hai đối tượng trên tại các địa điểm nghi vấn như xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và một số quận, huyện khác trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Đến 15 giờ 30 phút ngày 26 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Lê Văn Bậm khi đang lẩn trốn tại địa chỉ số 181-10, đường 355 ấp Hậu, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, tiến hành khám xét chỗ ở của đối tượng Lê Văn Bậm phát hiện, thu giữ 0,21 gam metafetamin cùng dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy và một số tang vật khác có liên quan. Tiến hành xét nghiệm nhanh các chất ma túy phát hiện Lê Văn Bậm và NTN dương tính với ma túy. Riêng cháu T, NAT âm tính với ma túy và đã được Công an thành phố Hồ Chí Minh đưa đi kiểm tra sức khỏe tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố. Với kết quả tình hình sức khỏe ổn định, chưa có dấu hiệu bất thường. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục đấu tranh với các đối tượng Lê Văn Bậm và NTN để củng cố, làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, dụ dỗ, xúi dục người khác sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời làm rõ các hành vi hành hạ, ngược đãi cháu TNAT để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.